À, vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào tất cả các bác nhé. Xin mời các bác hãy cùng theo dõi video của Thắng Hoàng về test cái mẫu loa DE Acoustic và một trong những cái mẫu đẩy ba kênh mà Thắng Hoàng bán cho các bác. Các bác hãy lắng nghe nhé. Thì nếu như anh em nào có đặt hàng thì ủng hộ gọi điện cho Thắng Hoàng. Thì Thắng Hoàng sẽ công khai số điện thoại ở trên bài viết luôn. Ở đây là những cái đuôi loa kia là đi Quảng Nam và đuôi loa này là ở trong khu vực Thanh Hóa luôn. Đây là một trong những cái dòng loa Bass 40 của DE Acoustic, thương hiệu của Đức, những cái dòng loa rất là nổi tiếng. Đây là cặp loa và một đáy ba kênh test cho âm lành ở thị trấn Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Đấy. Loa thì cũng hàng bãi nhưng mà cũng đang còn tương đối là đẹp các bác ạ. Này tương đối là đẹp, Bass 40. Cái này thì em đang giảm giá em bán cho anh em còn đúng một đôi duy nhất thôi. Đây là một đôi test để đóng gói và kia là một đôi đã đóng gói để chờ gửi xe. Và đây là một cặp để bóc ra sẵn để cho anh em xem về cái nội thất bên trong. Đấy, bên trong thì kết cấu của nó rất là chắc về cái phần thùng. Và đây là cái phần phân tần. Đấy, phần phân tần. Bác test thì thưa với các bác là đây. Bass 40 đây nhá các bác nhá. Đấy, tình trạng là đang còn zin nguyên bản 100%. Loa cũng tương đối là đẹp. Bass 40 màng rất là sâu luôn thưa các bác, rất là sâu. Đó. Và đây là quả tép. Tép này nhìn rất là xịn này. Đó, các bác nhìn thấy chất rất là đẹp luôn. Bây giờ mời các bác hãy cùng lắng nghe nhé. Thắng Hoàng test luôn trực tiếp con đẩy thôi, không có qua thiết bị chỉnh vang số gì cả. Ok. Tiếng rất là hay, rất là đầy đặn luôn. Và phải nói là cái độ uy lực của nó phát âm ra từ cái loa 40 này, phải nói là rất là mạnh. Rất là mạnh, rất là uy lực luôn các bác nhá. Đó. Mã này là mã MR15 này. Mã MR15 này. Đấy. Em bán cặp này là 11 triệu. Cũng thật thưa với các bác là cặp loa 40 giá có khi là cũng đang còn chưa bằng một cặp loa 30 luôn. Nhiều cặp loa 30 nó còn đắt hơn rất là nhiều. Hàng DE là một trong những hàng rất là chất. Tại còn một đôi thì em bán cũng cho nó nhanh. Đấy. Thiết kế rất đẹp, rất trang trọng các bác nhá. Đó. Mọi người có thể là ủng hộ gọi điện cho Thắng Hoàng trực tiếp qua số điện thoại 0969 800 985 các bác nhá. Xem video ủng hộ Thắng Hoàng một nút like và lượt đăng ký kênh để theo dõi sản phẩm bên cửa hàng. Xin cảm ơn các bác nhá và Thắng Hoàng xin gửi lời chào tất cả mọi người ạ.